Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, là công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho hay, tính đến 11 giờ 30 phút, thành phố ghi nhận thêm 2 công nhân của 2 công ty thuộc khu công nghiệp Bắc Thăng Long dương tính với SARS-CoV-2, ngày 30 tháng 4, liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại Đông Anh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội Chử Xuân Dũng đã làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh và lãnh đạo khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, cho biết, tính đến sáng ngày 30 tháng 4, Đông Anh ghi nhận 1 ca F0, 25 ca F1, trong đó có 1 ca ở Mê Linh. Đối với khu công nghiệp có 2 ca có kết quả dương tính lần 1, nữ công nhân NTHN, SN1996, công ty Panasonic tại khu công nghiệp Thăng Long, và nam công nhân NDD, sinh năm 1994, khu công nghiệp thuộc công ty Vico Thăng Long. Cả hai trường hợp trên đều là F1 của BN2911. Tuy nhiên, đây là thời điểm nghỉ lễ, công nhân của hai công ty này đã di chuyển và không còn ở trên địa bàn huyện Đông Anh. Ông Linh đề nghị các công ty và khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc, nếu không tuân thủ sẽ xem xét trách nhiệm, đề xuất các biện pháp mạnh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà thông tin, trong trường hợp các ca F1 nằm trong khu công nghiệp trở thành F0, chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế trong việc phòng chống dịch trong các khu công nghiệp. Về giải pháp, bà Hà khẳng định, với những trường hợp này chúng tôi cũng thực hiện việc điều tra bệnh nhân F0, những trường hợp F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung, bệnh nhân F2 sẽ thực hiện việc cách ly tại nhà và thực hiện nghiêm công tác cách ly để đảm bảo truy vết cũng như bao vây. Với các khu công nghiệp thì chúng tôi đề nghị các khu công nghiệp sẽ rà soát danh sách người liên quan mà chúng ta thực hiện việc theo dõi sức khỏe, đồng thời chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các khu công nghiệp mới có thể tiếp tục được hoạt động. Chúng tôi đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch và đặc biệt là thực hiện truy vết thần tốc các F0 và các ca F1, đã rà soát cả các ca F2 và liên quan. Công tác truy vết khoanh vùng bao vây cực kỳ quan trọng trong thời điểm này. Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt chính quyền địa phương và có sự vào cuộc của tất cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện để thực hiện thật nhanh chóng, bao vây, khoanh vùng dập dịch. Bà Hà thông tin thêm, kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, tính đến 11 giờ 30 phút, hai công nhân của hai công ty trên đã được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Ông Chử Xuân Dũng đề nghị cần phải siết chặt việc chống dịch hiện nay, tổ chức kiểm tra, xử phạt các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Qua thống kê, có khoảng 2.831 trường hợp, trong đó công ty Panasonic có 2.372 trường hợp, công ty Vico Thăng Long có 499 trường hợp. Hà Nội xác định một trường hợp F1 của nam thanh niên ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, CDC, Hà Nội cho biết, tại Hà Nội, qua thông tin Hà Nam báo lên, đã rà soát và xác định được một trường hợp là F1 của nam thanh niên dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại Lý Nhân, Hà Nam. Trường hợp này đi cùng xe ô tô với nam thanh niên dương tính lần 1 ở Hà Nam từ Đà Nẵng về sau khi kết thúc cách ly 14 ngày. Ngay trong sáng nay, trường hợp này đã được xác định, giám sát chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm và hiện không có nguy cơ, ông Tuấn nêu rõ. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thông tin thêm, trường hợp F1 này là học viên một trường trên địa bàn thành phố và ngành y tế đã phối hợp tiến hành các biện pháp xử lý phòng chống dịch theo đúng quy định. Theo CDC tỉnh Hà Nam, trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 từ Nhật Bản trở về Việt Nam ngày 7 tháng 4 sau khi hết hợp đồng lao động. Về nước, anh được cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alicia Beach ở Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8 tháng 4, 12.4 và 21.4 đều âm tính. Ngày 22 tháng 4, anh trở về địa phương, tự cách ly tại nhà. Sáng ngày 24 tháng 4, bố anh D ra trạm y tế xã khai báo do thấy con trai có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Sau đó cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu, điều tra dịch tễ và xác định dương tính lần 1. Theo báo cáo dịch tễ của Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, bệnh nhân có lịch sử di chuyển, tiếp xúc phức tạp. Ngành y tế phối hợp với huyện Lý Nhân ngay trong đêm 28/4 đã điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, tạm thời phong tỏa khu vực thôn Quan Nhân. Đến 9 giờ sáng 29.4, đã xác định được 32 trường hợp F1, hơn 200 trường hợp F2. Việc truy vết, điều tra dịch tễ vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nam đã yêu cầu các đơn vị trong ngành rà soát lại kịch bản phòng chống dịch đã xây dựng, thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, tổ chức phân luồng khám, chữa bệnh, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, thực hiện tốt điều tra dịch tễ, truy vết, với các trường hợp nghi ngờ phải lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để lây lan trong cộng đồng. Đối với nam thanh niên dương tính lần 1 đang được tiếp tục lấy mẫu lần 2 và gửi lên viện VSDT Trung ương để xét nghiệm khẳng định.